tôi nhận nhận luôn chủ phòng công thông báo. Trước khi vào tôi thông báo chương trình làm việc như sau: thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 5 phút tổ chức tổ chức những buổi cho giới thiệu đại biểu và tôi phụ trách. Thời gian từ 8 giờ 5 phút đến 8 giờ 20 phút nội dung là khai mạc huấn luyện dân quân phòng quân quân báo trinh sát 2023. Thời gian từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 25 là kết thúc phần khai mạc. Thời gian từ 8 giờ 25 đến 8 giờ 35 là kết thúc chương trình huấn luyện. Kính thưa đồng chí cán bộ ban thường vụ huyện, kính thưa giáo viên, kính thưa toàn thể các đồng chí
dân quân binh chủng pháo binh A phòng không và máy giáp là thực hiện kế hoạch số 15 tháng 3 tháng 1 năm 2023 bộ tư lệnh Hà Nội về công tác quân sự quốc phòng năm 2023 căn cứ hướng dẫn số 148 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Hà Nội hướng dẫn việc thực hiện công tác dân quân tự vệ giao thông phòng an ninh năm 2023. Tại vì số dân quân phía sau cái nhà bên phải này thì thường công việc tự lên phía sau không? Thông tin rất lớn. Đề nghị đồng chí hết sức kinh nghiệm đồng chí nào quản lý xã trách các cơ sở để mình thực hiện những điều này. Chúng ta đây khai mạc tổ chức huấn luyện đề nghị đồng chí nghiêm túc tránh tình trạng lên đây đồng chí không biết cái nội dung mà ra huấn luyện nội dung gì và làm cái gì. Đề nghị phía sau đồng chí chúng mình ta đánh giá được kết quả của các cái đơn vị tham gia huấn luyện, đơn vị nào chấp hành tốt, đơn vị nào nghiêm túc. Đề nghị chú ý thực hiện chỉ thị số 26 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của huyện ủy Thanh Trì để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023, kế hoạch số 724 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì về việc huấn luyện dân quân quân báo thị sát năm 2023, kế hoạch số 572 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì về huấn luyện dân quân binh chủng phòng không năm 2023. Hôm nay ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân binh chủng phòng không quân báo thị sát nhằm mục đích giáo dục cho chiến sĩ dân quân nắm chắc nhiệm vụ chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị theo biên chế, trình độ chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ kết hợp giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng xử trí kịp thời hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn. Kính thưa các đồng chí, công tác huấn luyện chiến đấu luôn là được xác định có vị trí ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, quán triệt phương châm chỉ đạo huấn luyện theo hướng cơ bản thiết thực vững chắc sát yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và đơn vị. Để thực hiện tốt phương châm trên, đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo và đã chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện chuẩn bị giáo án bài giảng theo thông tư số 69, thông qua giáo án, thực hiện giáo án chuẩn bị giáo trường bài tập sát với môn học và thực tiễn ở địa phương, góp phần tạo ra nhiều chuyển biến tiến bộ mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Ngay từ đầu năm 2022, ban chỉ huy quân sự huyện đã mở 3 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn, ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức, cán bộ đại đội trung đội, cán bộ thôn đội trưởng và huấn luyện đại đội dân quân cơ động của huyện, huấn luyện dân quân năm thứ nhất, góp phần nâng cao chất lượng sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Hôm nay ban chỉ huy quân sự tiếp tục khai mạc huấn luyện dân quân phòng không quân báo thị sát năm 2023 để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện theo kế hoạch được yêu cầu các đồng chí trong ban tổ chức lớp học, các đồng chí giáo viên và các đồng chí cán bộ chiến sĩ dân quân binh chủng phòng không quân báo chính xác tham gia huấn luyện thực hiện tốt một số nội dung như sau. 1. Ban tổ chức huấn luyện phải căn cứ vào kế hoạch chương trình huấn luyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn theo dõi đôn đốc thực hiện tốt các nội dung huấn luyện theo kế hoạch đã được xác định, bảo đảm đầy đủ kịp thời các nội dung phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. 2. Đối với các đồng chí giáo viên của ban chỉ huy quân sự huyện đảm nhiệm các nội dung huấn luyện cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong huấn luyện, truyền đạt hướng dẫn huấn luyện các nội dung cơ bản về chính trị quân sự, bảo đảm đúng nội dung và thời gian, đánh giá kết quả các nội dung huấn luyện đối với đơn vị và từng cá nhân, thường xuyên báo cáo ban tổ chức huấn luyện và ban chỉ huy quân sự huyện. 3. Đối với các đồng chí và cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn phải thường xuyên bám lớp, đôn đốc đảm bảo quân số đúng tổ chức biên chế của đơn vị và duy trì luật huấn luyện. 4. Đối với các đồng chí chiến sĩ dân quân binh chủng phòng không quân báo thị sát yêu cầu các đồng chí cần thực hiện tốt một số nội dung như sau: tham gia huấn luyện phải thường xuyên, bảo đảm đủ 100% quân số, trong thời gian huấn luyện chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và quy định của ban tổ chức lớp huấn luyện, chủ động các khó khăn về thời tiết, cự ly, đường cơ động, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Riêng với đối với các đồng chí hiện nay là dân quân của quân báo thị sát, chúng tôi đã liên hệ với trung tâm
văn hóa thể thao của huyện đã mượn cái địa điểm huấn luyện tại nhà thi đấu để các đồng chí thực hiện nội dung huấn luyện võ tay không. Thì đề nghị cái nội dung này chúng tôi báo cáo đồng chí, nên tôi rất là quan tâm đến các đồng chí. Thời tiết mùa này thì rất nóng và nhiệt độ thì nó ở ngoài trời rất là cao, để các đồng chí huấn luyện ở ngoài thì báo cáo đồng chí là nó ảnh hưởng đến sức khỏe các đồng chí, đặc biệt là say nắng say nóng. Chính vì thế mà ban chỉ huy đảng ủy, ban chỉ huy huyện đã liên hệ với trung tâm tạo điều kiện cho cái môn quân báo thi sát, thì đồng chí tổ chức huấn luyện trong cái nhà thi đấu để đảm bảo về cái sức khỏe cũng như là về cái cường độ hoạt động của đồng chí. Nếu có nội dung mà tập võ mà đồng chí muốn điện ngoài thì thời tiết mùa này thì đồng chí chỉ đứng tấn thôi là cũng quá hết hồ rồi. Cái này tôi cũng linh động tạo điều kiện tốt hơn cho cái môn quân báo thi sát ra được huấn luyện nó tốt hơn. Mong rằng các đồng chí đảng ủy chỉ huy đã quan tâm như thế, đề nghị đồng chí huấn luyện môn quân báo thi sát cố gắng là duy trì nghiêm túc và chúng ta cố gắng huấn luyện chất lượng và cái nội dung là quân báo thi sát chủ yếu là chúng ta tập võ tay không. Nên nội dung này thì các đồng chí biết rồi. Đối với công năm trước thì ban chỉ huy chủ huyện đã có cái hội thao lực lượng vũ trang, ban chỉ huy huyện đã tổ chức chấm điểm hội thi về môn võ tay không đối với cái ban chỉ huy công an các xã thị trấn. Chúng tôi nội dung này tôi sẽ hàng năm sẽ tổ chức hội thao hội thi để đề nghị đồng chí là trong cái dịp này các xã cử người đến đây để đề nghị đồng chí cử những hạt nhân, những người nòng cốt để tôi lên huấn luyện để tôi võ, sau này để truyền đạt lại cho các chiến sĩ quân ở các xã nắm được nội dung này. Mong rằng trên môn quân báo sát thì đề nghị đồng chí ban chỉ huy các xã thị trấn đồng chí chú ý là đôn đốc lực lượng của mình tham gia đầy đủ và tham gia cố gắng làm sao đảm bảo tốt nhất để khi mà có huấn luyện thì về sau này truyền đạt lại nội dung này cho các đồng chí dân quân ở dưới xã mình. Thứ hai, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi có tình huống xảy ra. Khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện tốt nội quy quy định về mang mặc, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình huấn luyện thì đề nghị đồng chí thì có một cái đề nghị này, trong quá trình tham gia huấn luyện hiện nay là chúng ta là đều có 16 xã thị trấn tham gia huấn luyện các nội dung về phòng không cũng như là nội dung về quân bài sát. Thì có những đơn vị ở gần thì tôi nói, nhưng có những đơn vị ở rất xa, ví dụ như Tân Triều, Vạn Phúc và một số đơn vị ở Đại Án là xa, để đồng chí quá trình chúng ta lên đây huấn luyện và chúng ta tham gia giao thông để chúng ta chấp hành nghiêm quy định về tham gia giao thông. Thì báo cáo phía trong thời gian vừa qua thì đối với công an huyện cũng như các lực lượng thì chúng ta kiểm soát cái việc mà tham gia giao thông rất chặt, nên mong rằng các đồng chí quá trình tham gia giao thông tránh tình trạng để các anh cảnh sát giao thông phải đi bắt các đồng chí. Thế này có một số lần huấn luyện bị cái nhắc nhở cho công an huyện, các anh đã có ý kiến đối với ban chỉ huy rồi, thì đề nghị đồng chí tham gia phải chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ, tham gia giao thông là chấp hành nghiêm túc tất cả các quy định về tham gia giao thông, tránh tình trạng là các đồng chí là không mũ bảo hiểm hoặc là các đồng chí đèo quá số người quy định. Thế nên đề nghị cái này thì các đồng chí phụ trách xã trước khi đưa anh em đi để kiểm tra các phòng trước, cái thứ hai là chấp hành đủ điều kiện tham gia giao thông cho anh em đi. Rồi đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị thì người ta nói rồi, các anh các chị nói bảo vệ em rồi, đồng chí không có mặc quần áo thì đang sửa vào và rất thôi người ta nói sự làm sửa vào, đặc biệt là nhìn suy chủ trước ấy, có những cá biệt các đồng chí là lên đây mặc quần đủ nhưng mặc chưa mặc quần áo luôn vào, thì đề nghị đồng chí là chấp hành nghiêm túc quy định này của ban chủ chủ em. Thế thì chắc là khi lên đây rồi trung tâm các đồng chí bảo vệ thì các bạn trong khi đến để đi cùng với các bạn nghiêm túc cái này thường xuyên kiểm tra rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng đề án chính quy trong huấn luyện chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đề nghị ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn tham mưu với đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để huấn luyện dân quân tinh nhuệ phòng không quân bán sát thực hiện theo đúng kế hoạch được đề ra. Với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc huấn luyện dân quân binh chủng phòng không quân báo thi sát năm 2023. Kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc đợt huấn luyện dân quân binh chủng phòng không quân báo thi sát chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Đã về dự chỉ đạo và theo dõi buổi khai mạc của ngày hôm nay.
thay mặt ban tổ chức xin kính chúc thủ trưởng các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc khóa huấn luyện dân quân binh chủng phòng không quân báo chính xác năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Xin chân trọng cảm ơn. Chúng ta nghiệm cái phương pháp thì những cái chú ý điều này để chúng ta
giáo viên để chúng ta chung vào huấn luyện cho họ từ từ dần quân chia sâu và chung lại để đảm bảo an toàn để tổ chức và bán tập ngoài địa bàn. Bên cạnh các nội dung mà chúng ta rồi thì cũng chia sâu thứ một thứ hai để cho chúng ta ra vào buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn cũng đến giờ hết giờ rồi sắp hết giờ giáo viên cũng nhắc sau khi mà các tổ chức huấn luyện để các học viên tập trung vào nội dung cũng như là dân quân chúng ta chấp hành nghiêm túc quy định trong quá trình giao tránh tình trạng là quá trình huấn luyện là chúng ta chấp hành nghiêm túc để sau đây giáo viên chuẩn bị nội dung và lên lớp theo quy định. Vâng, đây là có, đấy,
đến đây đang một ngày có thủ trưởng đến để ra tiếp đấy, trưởng của ngành hóa học đến năm giờ đầu ngày tôi sẽ lên lớp công chính nội dung vũ khí hủy diệt đới và cách phòng chống. Vấn đề huấn luyện 1, công chí cần nắm đấy là vũ khí hạt nhân và cách phòng chống. Về khái niệm chung thì vũ khí hạt nhân là vũ khí di chuyển và gây sát thương phá hoại dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng được giải phóng ra khi có phản ứng hạt nhân. Về vũ khí hạt nhân thì gồm có đạn dược hạt nhân, phương tiện đưa chúng ta tới các mục tiêu và phương tiện điều khiển. Đạn dược hạt nhân bao gồm là bom mìn, đầu đạn tên lửa, thủy lôi, đạn pháo và các phương tiện mang vũ khí hạt nhân tới mục tiêu. Trong đó là gồm các mục tiêu là như là máy bay tên lửa, tàu pháo và đặc biệt là tàu ngầm. Vũ khí hạt nhân sát thương sinh lực là phá hoại vũ khí trang bị kỹ thuật, các công trình như các mục tiêu quân sự về kinh tế chính trị. Sức hủy diệt của nó rất lớn và lớn rất nhiều lần so với các loại vũ khí khác. Đấy là vũ khí hạt nhân. Về đặc điểm và cách phòng chống, tính năng chiến đấu của vũ khí hạt nhân được thể hiện bằng 5 nhân tố sát thương phá hoại, gồm là sóng xung kích, bức xạ quang, bức xạ xuyên, chất phóng xạ và hiệu ứng điện từ. Song tác hại thường mang đến tổng hợp của 5 nhân tố sát thương phá hoại trên. Và có cái bản tóm tắt về tác nhân, khái niệm, đặc điểm và cách phòng chống thì đồng chí nắm như sau. Về sóng xung kích, về khái niệm là một miền của môi trường nổ, khí lỏng gắn bị nén rất mạnh và đột nhiên lan tỏa truyền đi khắp mọi phương đối với tốc độ lớn hơn vận tốc âm thanh trong môi trường đó. Về đặc điểm là nhân tố sát thương và phá hoại chủ yếu tức thời, chiếm khoảng 5% năng lượng bùng nổ, sức ép và sức xô đẩy mạnh tác động trực tiếp làm tổn thương về người, đổ nhà, cây cối và phá hỏng các loại vũ khí đa vị nếu được tiếp cận. Về cách phòng chống đối với sóng xung kích thì nhanh chóng lợi dụng địa hình, địa vật, công sự ẩn nấp. Nếu địa hình, địa vật bằng phẳng phải lập tức nằm sấp, chân quay về hướng tâm nổ, hai tay chéo nhau đỡ ngực, dùng ngón trỏ nút hai lỗ tai, đầu cúi xuống, úp mặt vào cánh tay, mắt nhắm, há miệng, thở đều. Tức là đấy là những đặc điểm mà khi sóng xung kích, sử dụng sóng xung kích thì chúng ta có cái biện pháp để phòng chống. Tôi nhắc lại, đấy là nếu địa hình, địa vật bằng phẳng thì chúng ta phải lập tức là nằm sấp, hai chân quay về hướng tâm nổ, hai tay ra chéo nhau và đỡ giữ ngực, dùng hai ngón trỏ nút hai lỗ tai và đầu cúi xuống, úp mặt vào cánh tay, mắt nhắm và há miệng thở đều. Cái nội dung thứ hai trong năm cái nội dung của vũ khí hạt nhân đấy là bức xạ quang. Về khái niệm là dòng năng lượng ánh sáng phát ra từ đầu lửa với nhiệt độ cực kỳ cao, hàng chục triệu độ, gồm tia hồng ngoại, tia tử ngoại, truyền đi ngoại phương với tốc độ ánh sáng, gây tác hại trong thời gian rất ngắn do tác dụng bởi nhiệt độ cao của nó. Về bản chất thì bức xạ quang của vụ nổ hạt nhân cơ bản giống như bức xạ quang của mặt trời, nhưng nhiệt độ lớn hơn rất nhiều và quy mô phạm vi quy lực sát thương cao hơn. Về đặc điểm để nhận dạng, đấy là nhân tố sát thương phá hoại quan trọng tức thời, tác dụng nhiệt lớn, tác hại trực tiếp và gián tiếp chiếm khoảng 35% năng lượng của vụ nổ, làm cháy bỏng, gây mù tạm thời đối với người, động vật, làm cháy, nắm chảy, biến dạng vũ khí đa vị. Và cách phòng chống khi chúng ta bị bức xạ quang thì
chiến sĩ sau khi phải đeo kính phòng bức xạ và kịp thời cấp cứu phòng cháy và dập cháy. Nội dung thứ ba của và vũ khí hạt nhân đấy là bức xạ xuyên. Bức xạ xuyên của vụ nổ hạt nhân gồm tia gamma phát ra từ vụ nổ truyền đến mọi phương và sức xuyên phá là rất mạnh. Về đặc điểm thì đây là nhân tố sát thương đặc trưng và tức thời, chiếm khoảng 5% năng lượng của vụ nổ và có sức đâm xuyên mạnh. Tâm dài có khả năng tiêu hóa các vật chất mạnh. Đặc điểm thứ hai đấy là gây bệnh phóng xạ đối với người và động vật, làm mờ kính quang học, hỏng phim, thay đổi tính chất linh kiện điện tử bán dẫn. Và cách phòng chống của hiện tượng này đấy là chúng ta uống thuốc phòng bệnh phóng xạ theo lệnh và chỉ định của bác sĩ. Thứ hai là sử dụng vũ khí khí tài phòng hóa hốp, phòng da và phòng cơ thể. Cái yếu tố thứ ba đấy là chất phóng xạ. Thì sau khi vũ khí hạt nhân nổ thì mặt đất, trong nước, không khí, lương thực thực phẩm hoặc trên cơ thể người hoặc vũ khí đạn bị ở xung quanh tâm nổ dưới đám mây phóng xạ theo chiều gió đều bị nhảy xạ do các hạt bụi mang theo chất phóng xạ gây ra. Các chất phóng xạ gây ra gồm các mảnh vỡ hạt nhân, các chất đồng vị phóng xạ cảm ứng và các hạt nhân chưa phản ứng của vụ nổ hạt nhân. Về đặc điểm thì đây là nhân tố sát thương đặc trưng, kéo dài chiếm 10% năng lượng của vụ nổ và tạo thành chiếu xạ rộng lớn ở khu vực nổ và trên bề mây phóng xạ mà có khả năng tiêu hóa mạnh. Gây bệnh phóng xạ đối với người, động vật nhiễm xạ, lương thực thực phẩm, vũ khí trang bị, địa hình, nguồn nước. Về cách phòng chống thì chúng ta tổ chức che chắn cho các loại vũ khí trang bị kỹ thuật và có áo phòng hộ cho quân nhân khi thực hiện các nội dung mà có chất phóng xạ. Về hiệu cái cuối cùng đấy là hiệu ứng điện từ, là một trong năm cái yếu tố của vũ khí hạt nhân. Về khái niệm thì do sự tiêu hóa của các phân tử nguyên tử không khí dưới tác dụng của tia bức xạ của vụ nổ hạt nhân tạo thành một năng lượng lớn các phân tử mang diện tích trong khí quyển gồm electron và ion. Hiệu ứng điện từ do vụ nổ của vũ khí hạt nhân gây ra xung điện từ và tăng mật độ electron trong không khí. Về đặc điểm thì là nhân tố phá hoại đặc trưng tức thời, làm hỏng các linh kiện trong máy điện tử bán dẫn đang làm việc và gián đoạn hoặc nhiễu sự làm việc của máy vô tuyến điện. Và cách phòng chống thì đối với hiện tượng này thì chúng ta kịp thời là cho các cái máy vô tuyến điện hoặc là các cái máy đang hoạt động là chúng ta ngưng hoạt động để tránh tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp của cái hiện tượng phản ứng điện từ này. Vấn đề thứ hai muốn giới thiệu công chí đấy là vũ khí hóa học và cách phòng chống. Vấn đề thứ một là vũ khí hạt nhân và cách phòng chống. Vấn đề thứ hai là vũ khí hóa học và cách phòng chống. Về vũ khí hóa học, về khái niệm chung thì công chí nắm một số điểm đặc điểm như sau. Vũ khí hóa học thuộc loại vũ khí hủy diệt lớn và dựa trên độc tính cao và tác động nhanh của chất độc quân sự, dùng để sát thương sinh lực, gây nhiễu động địa hình, vũ khí trang bị kỹ thuật, lương thực thực phẩm, nguồn nước, tiêu diệt gia súc, phá hoại thực vật và gây ô nhiễm môi trường sinh thái. Cái nội dung thứ hai đấy là vũ khí hóa học là bao gồm cái chất độc của quân sự và các phương tiện sử dụng chúng. Các phương tiện sử dụng chất độc bao gồm là bom đạn, đầu đạn tên lửa, mũi thùng hộp, máy phun rải chứa chất độc và các phương tiện mang
phóng xạ như máy bay, pháo, giàn phóng. Chất độc là cơ sở để gây tác dụng sát thương của vũ khí hóa học. Chất độc quân sự được phân tán bằng lực nổ, đất nóng, phun rải tạo thành hơi, xương, khói, bột, giòn độc. Trong đó cái dạng xương còn khói, còn được gọi là chung là xoan khí độc. Trạng thái của chất độc sử dụng trong chiến đấu gọi là trạng thái chiến đấu. Và nội dung thứ ba tôi muốn giới thiệu công trình đấy là vũ khí sinh học và cách phòng chống. Thì về đặc điểm của vũ khí sinh học, về khái niệm chung thì vũ khí sinh học là một loại vũ khí hủy diệt lớn dựa vào là tính gây bệnh của sinh vật hoặc độc tố do một số vi trùng tiết ra để gây bệnh dịch, giết hại và gây hại bệnh truyền nhiễm trong người, động vật, phá hại mùa màng, gây nhiễm môi trường sinh thái. Vũ khí sinh học không có khả năng phá hoại vũ khí hoặc trang bị kỹ thuật, công trình kiến trúc. Tức là khác với hai cái chất độc trước thì đối với vũ khí sinh học thì là loại vũ khí hủy diệt lớn, có thể gây tác nhân gây bệnh và nhiễm trùng đối với người và động vật. Tuy nhiên đối với các loại vũ khí thì vũ khí sinh học này không có tác nhân là phá hủy vũ khí đa nguyên. Về vũ khí sinh học thì bao gồm các loại sinh vật, độc tố gây bệnh và các phương tiện để sử dụng chúng. Thì các phương tiện để sử dụng vũ khí sinh học thì bao gồm là bom, đạn pháo, đầu đạn, tên lửa, các thiết bị phun rải đạn pháo hoặc thông chứa các con vật đã nhiễm bệnh và được đưa tới mục tiêu bằng tên lửa, máy bay, pháo, khí cụ bay, tàu chiến hoặc là dùng biệt kích thả pháo gián điệp mang bao gói chứa sinh vật gây bệnh và thả vào nguồn nước, lương thực thực phẩm, nhà để gieo tắc mầm bệnh. Vi sinh vật hoặc độc tố gây bệnh là cơ sở chính để gây tác hại sát thương của vũ khí sinh học. Vũ khí sinh học thì sẽ có tác nhân gây bệnh các loại mầm bệnh bằng vi khuẩn, vi trùng, virus, ví dụ như là COVID-19 hoặc là một số bệnh chúng ta hay thường gặp như sởi này kia, thì đấy là nguyên nhân từ cơ chế gây bệnh, đấy là từ sinh học. Thì một số bệnh chính là cách phòng chống. Thì công chí nắm này nên cũng là tương đối là bổ ích với công chí này, nhất là bệnh dịch hạch. Thì triệu chứng đó là nhức đầu, sốt cao, buồn nôn, đau mình mẩy, mắt mặt đỏ, mạch đập nhanh, hạch nổi ở bẹn nách cổ, thời gian ủ bệnh từ 2 đến 5 ngày. Về cách phòng chống đối với dịch hạch thì đấy là bảo vệ cơ quan hô hấp, tiêm chủng diệt chuột, tiêm kháng sinh và thuốc đặc hiệu. Thì bệnh thứ hai đấy là bệnh dịch tả. Dịch tả thì cái bệnh này chúng ta gần như ở đây thì chúng ta ít nhất thì mỗi người chúng ta bị một vài lần sẽ ít nhất, còn những người nào bị nhiều thì cũng không kể. Đấy là bệnh dịch tả triệu chứng thứ nhất là tiêu chảy, nôn mửa nhiều lần, mất nước, người gây thân nhiệt hạ xuống từ 30 đến 32 độ, tim đập nhanh nhưng yếu, huyết áp thấp, thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 3 ngày. Thì cách phòng chống đối với dịch tả đấy là vệ sinh trong ăn uống, tiêm chủng và đặc biệt là diệt ruồi, muỗi, ký sinh trùng và truyền nhiễm thanh. Bệnh thứ ba đấy là bệnh đầu mùa. Bệnh này chúng ta cũng rất hay gặp. Thì về triệu chứng của bệnh này thì về sốt, sốt cao từ 39 đến 40 độ C và cơ thể thì thường là có triệu chứng là rùng mình, nhức đầu, nôn mửa, nổi mẩn khắp người và dần dần thành vết bỏng,
tức là một củ nước ấy. Và một vỡ ra thành vảy để lại sẹo, và thường là sẹo lõm, và thời gian ủ bệnh là từ 12 đến 13 ngày. Tức là triệu chứng của đậu mùa này là thời gian ủ bệnh tương đối là dài, 12 đến 13 ngày. Về cách phòng chống thì chúng ta cách ly bệnh nhân và đưa đến các trung tâm y tế để chữa bằng các cái thuốc chuyên dụng. Về bệnh sốt da vàng, triệu chứng thường là nhức đầu và sốt từ 39 đến 40 độ, cơ thể nôn mửa, đau mắt, mặt đỏ mất ngủ, da vàng, nôn ra máu, và gan và lách thì thường là sưng to, và thời gian của bệnh là 3 đến 6 ngày. Cách phòng chống đối với bệnh da vàng, sốt da vàng thì thứ nhất là chúng ta phải chống được mũi đốt bằng các cái biện pháp như mắc màng hoặc diệt mũi, và chúng ta phải tiêm vaccine đặc trùng để phòng bệnh. Đối với bệnh thứ năm, đấy là bệnh viêm não Nhật Bản, thì cái bệnh này cũng rất nguy hiểm, và chúng ta cũng gặp nhiều. Thì triệu chứng của bệnh này đấy là sốt cao là từ 40 đến 41 độ, cũng có triệu chứng giống như các bệnh trước như là nôn mửa, cứng gáy, mắt cử động không bình thường, lờ đờ, hôn mê, và thời gian của bệnh là 10 đến 15 ngày. Phòng chống về bảo vệ cơ quan hô hấp, chống mũi đốt, diệt mũi. Về bệnh sốt phát ban và cháy chân. Cháy chân thì triệu chứng tức là sốt cao trên 39 độ, và nhức đầu dữ dội, mắt đỏ, đau mắt thịt, nổi mẩn và sốt xuất huyết ở ngực và cánh tay. Thời gian của bệnh là từ 10 đến 14 ngày. Về cách phòng chống thì chúng ta là diệt cháy chân, vệ sinh cơ thể, tiêm vaccine đặc trùng, dùng kháng sinh trợ tim và người vết thanh. Đối với bệnh sốt quy, bệnh sốt quy thì về triệu chứng thì ta là thường là sốt cao, ho tức cực, và thời gian của bệnh là thường là 20 ngày. Đề nghị một số đồng chí ở bên đây, đồng chí phụ trách thì nhắc chúng tôi là đang có biểu hiện của bệnh đấy. Đồng chí nào mà muốn ngủ quá thì tự giác ra ngoài rửa mặt xong rồi vào. Bệnh tiếp theo đấy là bệnh bệnh than. Bệnh than thì các ông chí là cái bệnh này thì về triệu chứng thì chúng ta là thường có sốt nhẹ, và có lúc tới sốt tới là 39 đến 40 độ C, và kéo dài từ 5 đến 6 ngày. Nơi vi khuẩn xâm nhập và xuất hiện nốt đỏ, ngứa, sau đó thì biến thành nếp sẩn và hơi phồng lên. Vài giờ sau thì trên đỉnh nốt và ngứa xuất hiện mụn nước và trong chứa dịch đục, và có lân máu, mụn nước vỡ ra để lại các cái vết rít vết, và có đáy thì màu đỏ sẫm, rồi hình thành vảy mỏng màu đen và xuất hiện ở chân tay mặt. Về điều trị ở các cái bệnh này thì chúng ta dùng các cái thuốc kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ, và chúng ta tiêm có thể là tiêm vào bắp hoặc là dùng để uống, và ngoài ra thì dùng kháng sinh bôi ở ngoài da, và kết hợp là truyền dịch cho thở oxy hoặc trợ tim nếu bệnh nhân là có dấu hiệu nặng. Phần bốn lớn là các cái biện pháp phòng chống vũ khí sinh học. Thì thứ nhất đấy là vệ sinh phòng bệnh thường xuyên, về ăn chín uống sôi và vệ sinh thân thể, làm sạch môi trường,
diệt chuột muỗi, chuột bọ, chế giận và ve. Đấy là các cái nguồn bệnh trực tiếp gây bệnh của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta cần tiêm chủng phòng bệnh đối với các loại bệnh từ tác nhân gây từ vũ khí sinh học, như cái nội dung tôi đã trình bày về triệu chứng và cách phòng chống ở phần 1. Để phòng trình sử dụng vũ khí sinh học thì chúng ta là một là luôn cảnh giác, phát hiện kịp thời để sử dụng vũ khí sinh học và kịp thời sử dụng khí tài hô hấp phòng ra chế sang hoặc là ứng dụng. Và cái thứ ba trong nội dung này đấy là thực hiện nghiêm túc chúng ta uống thuốc phòng dịch và ăn chín uống sôi. Đối với vấn đề bốn giới thiệu công trình đấy là vũ khí công nghệ cao và cách phòng chống. Thì về đặc điểm thì đối với vũ khí công nghệ cao thì được nghiên cứu thiết chế và chế tạo dựa trên những thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Do đó thì vũ khí công nghệ cao thì có sự nhảy vọt về chất lượng và tính năng kỹ chiến thuật. Vũ khí công nghệ cao thì được Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam như là bom điều khiển bằng tia laser, cây nhiệt đới, bom từ đường. Vũ khí công nghệ cao thì có đặc tính là thứ nhất là độ chính xác cao, thứ hai là uy lực lớn, thứ ba là tầm hoạt động thì là xa và có thể hoạt động trong điều kiện là bị lây nhiễu và thời tiết phức tạp ngày và đêm. Và một số loại có khả năng là nhận dạng địa hình như là tìm chọn và tiêu diệt các mục tiêu. Đây này, ba bản thứ hai này. Đề nghị công chí là nghiêm túc, công chí nào buồn ngủ quá thì xin phép ra ngoài để làm ăn, xong đấy vào tiếp tục. Chúng ta ở trong môi trường như này thực hiện nội dung nghiêm túc, không có người ngồi người nằm tất cả các vụ mất tính nghiêm túc của huấn luyện. Về lớn tôi muốn giới thiệu công chí đấy là một số loại vũ khí công nghệ cao. Thì thằng một nhỏ là các phương tiện kỹ thuật quân sự tàng hình. Về đặc điểm của phương tiện kỹ thuật tàng hình thì thứ nhất là đánh được sự phát hiện của đối phương trong hoạt động tác chiến và một số máy bay tên lửa. Và thứ hai là giảm bề mặt phản xạ hữu dụng của phương tiện chiến đấu, sử dụng các vật liệu có khả năng hấp thụ hoặc tán xạ sóng radar, giảm bức xạ nhiệt phòng ngoại. Và trong quá trình hoạt động thì các động cơ, các bộ phận sinh nhiệt của thiết bị quân sự đều sinh ra bức xạ nhiệt. Thứ tư đấy là giảm bức xạ điện tử là bằng cách là che chắn các loại khí tài điện tử, các phương tiện chiến đấu bằng các vật liệu đặc biệt và giảm phát xạ xung để thu hẹp khả năng phát hiện. Và phần hai nhỏ thì giới thiệu công chí một số cái phương tiện tàng hình quân sự. Thì thứ nhất là máy bay tiêm kích và cường kích tàng hình F-117. Về một số đặc điểm kỹ thuật máy bay F-117, thứ nhất là giảm diện tích phản xạ tín hiệu radar bằng cách tạo các tấm phản tam giác ghép lại tạo thành các góc có khả năng tán xạ và tiệt tiêu tín hiệu từ radar, từ các máy bay trinh sát tác chiến điện tử bay trên cao. Sử dụng vật liệu hấp thụ sang radar như là nhôm, cockpit và bố trí động cơ trong các cái luồng cột tên lửa để giảm diện thoát ra. Và một số yếu tố đặc điểm của máy bay F-111A thì là thiết, đây là thiết kế là hình dạng di dạng và do đó là làm giảm được tính khí động học và có tính cơ động, tốc độ bay thì lớn và gần bằng là tốc độ
là âm thanh. Trên máy bay thì không có radar. Thông tin chủ yếu do nguồn là thông tin ngoài cung cấp, và do đó thông tin này dễ bị chặn bắt và dễ bị phát hiện để tấn công. Đèo vấn đề 5 giới thiệu gương thì đấy là vũ khí tên lửa và cách phòng chống. Về tên lửa thì đặc điểm đây là loại phương tiện vũ khí mà tác dụng là sát thương phá hoại dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng của chất cháy có nhiệt độ cao và hoàn toàn mạnh. Khi cháy thì tạo nên vũ khí tên lửa dùng để tiêu diệt sát thương sinh lực, tiêu hủy vũ khí trang bị kỹ thuật công trình quốc phòng trong chiến đấu và mục tiêu quan trọng. Về tác hại gây cháy bỏng trực tiếp hoặc gián tiếp do có các mảnh chất cháy hoặc do các đám cháy của vật liệu xung quanh gây ra. Về chất cháy thì còn tạo hơi hoặc khói độc gây thiếu oxy trong vùng cháy, kích thích mắt, cơ quan hô hấp gây trúng độc, thiếu oxy carbon hoặc khói ho. Mặt khác thì đám cháy còn gây nên là choáng ngất do nóng gắt, gây tâm lý hoang mang và sợ hãi cho con người. Về cách phòng chống, thứ nhất là phòng cháy thì mọi người phải luôn luôn chuẩn bị và chủ động phòng cháy, biết lợi dụng địa hình địa vật và thiết lập tắt lửa cháy trên người, cấp cứu khi bị bỏng và dập tắt các đám cháy. Thứ hai là chúng ta tạo công sự hàng nào phải có nắp và vờ thành che chắn để không có các cái vật cháy và xuyên cháy những vật dễ cháy xung quanh hầm hố công sự. Khi có điều kiện cắt lên nắp công sự một lớp bụi. Về vũ khí kỹ thuật thì kho tàng luôn phải có đầy đủ các phương tiện công cụ phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra khi có điều kiện xây dựng kho tàng ngầm dưới đất, đắp đất dày 10 đến 15 cm, không để các vật dễ cháy nổ chất độc vào cùng trong kho. Vũ khí trang bị kỹ thuật thì phải che chắn bằng lưới phòng hóa hoặc bằng vỏ bạc hay là cao bằng hầm. Vừa rồi thì tôi giới thiệu công chí 5 cái vũ khí công nghệ cao gây sát thương và tiêu hủy mạnh đối với người loại vũ khí đang binh. Giờ thứ nhất thì sẽ dừng tại đây và giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ huấn luyện nội dung vũ khí.
quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Trước khi vào nghiên cứu nội dung bài thì các cái quy định trong quá trình học tập đề nghị các đồng chí chấp hành và thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt ở đây thì tôi quan sát là các đồng chí sử dụng điện thoại di động là hơi nhiều. Rồi là vùng mặt xuống bàn nhiều lắm. Mới 9 giờ đã thông thiêu hết rồi. Đề nghị các đồng chí chúng ta cố gắng mất công, mất tuổi, mất thời gian đến đây. Trước hết thì yêu cầu là trong quá trình học tập, các chị không làm việc riêng và đã phát vọng, phát bút cho các đồng chí đề nghị các chị là chúng ta phải ghi được cái tiêu đề của bạn. Tôi nhắc lại lần nữa là đề nghị các đồng chí ít nhất cũng phải ghi được cái tiêu đề và các cái mục 1 đạo mã, 2 đạo mã của bạn. Tránh tình trạng là chúng ta đi học như là đi như dòng đến là cầm cuốn vở xong là vở xanh chữ thì không có. Thì một lần nữa tôi yêu cầu là các đồng chí phải ghi tiêu đề nội dung của bài đọc, nội dung chính. Đấy. Tên bài học là gì, mục 1, mục 2 chỉ cần vậy thôi. Còn về kéo đi rồi mặt rồi tên đồng chí lên lớp, các đồng chí chắc khả năng của các đồng chí được cả buổi học không rửa mặt tên thôi. Nhưng mà các đồng chí phải mất công mất tuổi đến đây thì mong các đồng chí phải cố gắng. Chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu nội dung bài quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, ít nhất cũng ghi được tiêu đề và là quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Về mục đích yêu cầu thì báo cáo chí là nhằm giáo dục cho các đồng chí nắm được quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng, mối quan hệ giữa đối tác đối tượng và đối tượng tác chiến của quân đội ta trong tình mới, và yêu cầu các chí nâng cao nhận thức trách nhiệm, xác định đối tác đối tượng tích cực huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Và đặc biệt ở đây thì vừa rồi các chí theo dõi trên thông tin đại chúng, đúng không? Đặc biệt là vụ ở Đắk Lắk, đúng không? Các chí có nghe thấy không? Ở phía dưới, phía dưới các chí vừa rồi có thấy cái thông tin nổi trội vụ ở Đắk Lắk không? Đấy, báo cáo chí là đây là vấn đề đặt ra. Đấy, trong tình hình mới hiện nay. Đấy, các đối tượng phần tử rất manh động, rất hiểm ác, và chúng ta thấy rằng là cái vụ việc vừa rồi rất chi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, và đây cũng là vấn đề cảnh báo trong cái thời gian tới đối với các cái lực lượng phản động, và cũng là vấn đề đặt ra trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy, bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm từ xa, bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực, các vị ạ, kinh tế, văn hóa, chính trị, đối ngoại, vân vân. Rồi bảo vệ trên biển, trên không, mặt đất, vùng trời. Đặt ra rất nhiều vấn đề, rất nghiêm trọng. Và đặc biệt là các đồng chí ngồi đây, chúng ta là lực lượng dân quân ở địa phương, các xã, các phường, thị trấn, thôn, xóm. Thì chúng
ta là những lực lượng nòng cốt, là tai mắt của đảng, và các đồng chí chính là lực lượng để phát hiện kịp thời, đấu tranh phòng chống từ sớm từ xa. Khi có các tình huống, các đồng chí kịp thời báo cáo, và các tổ chức để chúng ta xử lý kịp thời. Chính là ở địa phương các đồng chí, và các đồng chí chính là lực lượng nòng cốt để tham gia sẵn sàng bảo vệ ở địa phương. Đấy là về mục đích yêu cầu. Về nội dung của bài, thì dưới các đồng chí chúng ta quan sát bên trên đi, tôi thấy nhiều đồng chí cũng mặc cũng bảo lắm. Ít nhất thì các đồng chí phải ghi được cái tiêu đề mục 1 ra mã, 2 ra mã vào cái cuốn vở giúp tôi, tránh tình trạng chúng ta cả một buổi học chúng ta không có chữ nào. Tí nữa thì tôi đề nghị chỗ ban tổ chức các đồng chí kiểm tra vở, đúng không? Chúng ta đã cấp vở cấp bút rồi, ít nhất cũng phải ghi được tiêu đề bài vào. Nếu đồng chí nào không ghi thì chúng ta không có cái đánh giá. Phần thứ nhất, chúng ta đi vào nghiên cứu quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Phần thứ hai, chúng ta đi vào nghiên cứu một số các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ về đối tác đối tượng trong tình hình mới. Thì báo cáo ông chí này, theo luật bây giờ là phân rõ đúng không, là dân quân là riêng, tự vệ riêng, chứ không dùng từ chung nữa. Nhưng theo giáo trình chính thống thì chúng tôi vẫn phải đi theo tuần tự là giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ. Đấy là theo giáo trình, và chúng ta là lực lượng dân quân để chúng ta các đồng chí nắm trước. Vì buổi học hôm trước cũng có đồng chí nói với chúng tôi là theo luật bây giờ tách rồi, dân quân riêng, tự vệ riêng. Đúng là như vậy. Về tài liệu nghiên cứu thì chúng ta nghiên cứu luật dân quân tự vệ có từ 1/7/2022, rồi tài liệu học tập của tổng cục chính trị. Trước hết thì chúng ta đi vào nghiên cứu phần 1 đáp án. Đề nghị các chí chúng ta đi phần 1 đáp án vào quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu phần 1 nhỏ, quá trình hình thành quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng. Trước khi đi vào nghiên cứu nội dung phần này thì tôi muốn cùng các đồng chí trao đổi đặt vấn đề. Một đồng chí sẽ cho tôi với cả lớp được biết theo đồng chí hiểu thế nào là đối tác, thế nào là đối tượng. Theo ý của đồng chí, đúng không? Đối tác, đối tượng. Mời các đồng chí. Các chị có thể dùng mic không đây đấy. Bảo vệ các chị. Các chị nào mạnh dạn xung phong không? Tôi cũng biết có một cái bây giờ có một cái cách mà đồng chí đồng chí Cường bí thư đoàn xã Tống Cường là một bí thư đoàn xã cũng có một cái cách trao đổi mà tôi thấy là bản thân tôi sẽ cần phải học hỏi, đó chính là cái việc mà truy trao đổi giữa người đối thoại đấy, để tạo ra được cái sự cuốn hút ấy thì phải có các cái cách thức. Ví dụ đi học thì có thể là cộng điểm, đúng không? Ở đây thì chúng ta chưa tính điểm thì có thể là bằng vật chất, phần quà gì đấy. Tôi cũng rất muốn làm như vậy nhưng mà cũng khó.
Vâng, như vậy vì điều kiện có hạn, đang đợi mùng 1 tháng 7 tăng lương đúng không? Còn lại thì cũng rất khó khăn về kinh tế, đấy là nói chung. Thôi, không có chí nào ý kiến thì tôi sẽ đi vào làm rõ để các chí nắm, nắm và hiểu thế nào là đối tác, thế nào là đối tượng. Trước hết thì chúng ta đi vào nghiên cứu phần bò nhỏ quá trình hình thành quan điểm của Đảng về đối tác đối tượng. Thì báo cáo chí là về Đại hội lần thứ 6 của Đảng đã vạch rõ cái đường lối đổi mới toàn diện, mở rộng hội nhập quốc tế, xây dựng bảo vệ tổ quốc và nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã đưa ra nguyên tắc trên thành quan điểm những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam. Đấy, quan hệ những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Chúng ta phiên vấn đề này ra thì ngay kể cả giải quyết cuộc sống hàng ngày đúng không? Những bạn nào không mà nói theo ngôn ngữ của các ông chí thì có thể là chơi đẹp đúng không? Kiểu như chọn bạn mà chơi ấy. Đó. Thì là đối tác, là bạn thân đúng không? Chọn bạn mà chơi ấy, ví dụ vậy đúng không? Bất kỳ thế lực nào có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. Đấy, chúng ta lại phiên rộng ra đúng không? Tất cả các thế lực có âm mưu hành động chống phá nước ta đúng không? Thì đều là đối tượng đấu tranh. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng trong mỗi đối tượng vẫn có mặt, cần tranh thủ hợp tác trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta, cần đấu tranh. Như vậy thì các ông chí thấy rằng là trong mỗi cái đối tác thì vẫn cần có cách nhìn biện chứng để chúng ta thấy rằng là có những cái vấn đề mà chúng ta phải mâu thuẫn đến lợi ích thì cần phải đấu tranh. Và trong mỗi đối tượng thì cũng có mặt cần phải tranh thủ hợp tác. Đặc biệt thì các chị thấy rằng là thực tiễn trong thời gian vừa qua chúng ta đã mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới và chúng ta cũng có cái vị thế tầm quan trọng, rồi thể hiện được cái vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Và chúng ta cũng đã hợp tác tranh thủ được, giải quyết được các cái vấn đề về hợp tác, về kinh tế, về phát triển đất nước, v.v. Sau bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải cảnh giác đấu tranh với những cái mặt mâu thuẫn lợi ích trong đó. Đấy, tôi lấy ví dụ đơn cử như vậy để chúng ta thấy được. Về quan điểm về đối tác đối tượng thì đây là một trong những cái quan điểm nổi bật có sự đột phá trong tư duy mới của Đảng về bảo vệ tổ quốc, vừa giữ nguyên tắc vừa linh hoạt trong quan hệ quốc tế, vừa kịp thời phát hiện cơ hội để khai thác và nhận rõ cái thách thức để hóa giải, không để rơi vào thế bị động bất ngờ, và xử lý cái mối quan hệ đối tác đối tượng trên quan điểm tổng thể, lấy lợi ích cơ bản lâu dài của quốc gia dân tộc làm nền tảng, không vì lợi ích cục bộ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài. Đấy, và như vậy, và trong khi tăng cường quan hệ hợp tác
thì chúng ta vẫn kiên trì đấu tranh giải quyết thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, các tình huống phức tạp, mâu thuẫn bất đồng, góp phần giữ vững củng cố môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước. Chúng ta đi vào những nội dung hay là quan điểm về đối tác. Thì báo cáo chính là đối tác của Việt Nam trong tình hình mới là những nước nào, những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với Việt Nam. Đấy là đối tác đúng không? Vừa rồi tôi đã thông báo báo chí rồi. Và trong đó thì Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Có các cái dạng như là đối tác truyền thống, tin cậy, đối tác chiến lược, về cấp độ quan hệ có 3 cấp độ đúng không? Đối tác về hình thức, và đến nay thì Việt Nam chúng ta đã quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 3 quốc gia. Về quan niệm về đối tượng, thì báo cáo như này, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình mới là những thế lực có mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là âm mưu, hành động gây chiến tranh xâm lược, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc bằng phương thức vũ trang hoặc phi vũ trang, cả từ bên trong và bên ngoài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối tượng đúng không? Của chúng ta thì nói cách ngắn gọn là các thế lực thù địch đúng không? Có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của nước ta. Và đối tượng đối lập về ý thức hệ có âm mưu và hành động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhằm chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động. Rồi đối tượng vì lợi ích dân tộc nhập hòi, có ý đồ xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước ta. Đối tượng có thể bị lôi kéo, thao túng mua chuộc, có những hành động chống phá ta. Ở đây thì báo chí là đặc biệt thời gian đang nổi cộng lên vấn đề đúng không? Puro đúng không? Đã cắt. Đấy, các đối tượng đấy, bị lôi kéo, thao túng mua chuộc. Đấy, hứa hẹn đưa lên cả bên VTV thực sự đúng không, hứa hẹn cuộc sống giàu sang đấy, rồi hứa hẹn những điều tiền công, lôi kéo mua chuộc các phần tử chống đối đảng nhà nước, đặc biệt là có các cái hành động sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đấy, các chị thấy rằng là tình hình trong thời gian vừa qua. Và đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là các chị, đặc biệt là các chị chúng ta sử dụng điện thoại công nghệ cao, chúng ta tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận, đưa những thông tin không chính thống. Tại vì bây giờ nếu như chúng ta sẽ vi phạm vào luật an toàn, luật an ninh mạng, rồi các cơ quan chức năng sẽ xử lý. Và đặc biệt là các chị mặc cái người bộ quân phục đây đúng không, màu xanh chính quy đây, mà ra đường bây giờ mà không đội mũ bảo hiểm, phóng xe lượn cứ bèo bèo đúng không, kẹp rồi là kẹp ba, không may mà người dân hiếu kỳ người ta chụp ảnh đăng lên khu vực huyện Thanh Trì đúng không,
mặc trên người bộ quân phục xanh mà lượn lờ vi phạm giao thông là chúng ta sẽ bị xử lý, và các cơ quan chức năng thì bằng cái hình ảnh đúng không sẽ truy ra là chúng ta sẽ xử lý bằng các cái hình thức. Nên đề nghị là chúng ta bản thân mỗi chúng ta phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền để người thân người dân chấp hành nghiêm các chủ trương sửa đổi chính sách của đảng pháp luật nhà nước. Đặc biệt thì cái vấn đề mà các ông chí thấy rằng là nổi cộng liên quan đến các phần tử bất mãn chống đối rồi sử dụng bạo lực làm hy sinh các đồng chí công an, rồi các đồng chí ở các cái địa phương tích cực tham gia xây dựng bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, và chính các đồng chí cũng là cái lực lượng mà góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là các loại đối tượng như trên đều là những đối tượng phải thường xuyên liên tục đấu tranh và phòng ngừa. Tuy nhiên không thể đánh đồng tất cả đối tượng, mà chúng ta tùy đối tượng để có chủ trương giải pháp đối ngoại phù hợp. Và chúng ta phải có nhận thức đúng về mối quan hệ đối tác đối tượng là định hướng rất quan trọng để các cấp các ngành các lĩnh vực xử lý các vấn đề các tình huống trong quan hệ hợp tác quốc tế một cách đúng đắn và linh hoạt. Chúng ta sang nghiên cứu nội dung 4 nhỏ mối quan hệ biện chứng giữa đối tác và đối tượng. Thì báo cáo chính là nghị quyết trung ương 8 khóa 11 đã nêu trong một số đối tác có thể có mặt khác biệt mâu thuẫn với lợi ích của ta, và nghị quyết trung ương 8 khóa 11 tiếp tục làm rõ và khẳng định tính hai mặt cùng tồn tại và đan xen chuyển hóa lẫn nhau một cách phổ biến trong mỗi đối tác và mỗi đối tượng, và trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ hợp tác, trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn lợi ích chúng ta cần phải đấu tranh. Đấy, nó có gì vậy đúng không? Và chúng ta phải nhận thức đúng cái mối quan hệ để đối tác đối tượng là định hướng rất quan trọng để các cấp các ngành các lĩnh vực xử lý các vấn đề các tình huống trong quan hệ hợp tác quốc tế một cách đúng đắn và linh hoạt. Đấy, báo chí là riêng về vấn đề này, nếu các đồng chí mà đấy, đặc biệt đây tôi nhìn thấy rất nhiều đồng chí còn trẻ, các đồng chí mà đi vào nghiên cứu sâu hơn về đối tác đối tượng áp dụng trong đặc biệt thì các đồng chí cũng phải học, nếu sinh viên các trường đại học rồi chúng ta vận dụng linh hoạt từ những quan điểm của đảng nhà nước, chúng ta vận dụng linh hoạt và chính cái đời sống thường ngày của chúng ta đó. Chọn bạn và thân tránh ngủ trong cái đối tượng vẫn có mặt cần tranh thủ để hợp tác cùng có lợi cùng phát triển, và trong đối tác thì cũng có mặt mà chúng ta cần phải cảnh giác đúng không? Quan điểm của đảng thì chúng ta vận dụng, nếu các chí mà tìm hiểu ăn sâu thì sâu hơn nữa thì chúng ta có thể vận dụng linh hoạt chính là đời sống hàng ngày mọi lĩnh vực mọi vấn đề. Và nhận thức về đối tác đối tượng của cách mạng là cơ sở để nhận thức đúng đắn về đối tượng tác chiến của quân đội trong tình hình mới, với quan điểm biện chứng về mối quan hệ đối tác đối tượng của cách mạng để xác định đối tác đối tượng phải căn cứ vào âm mưu hành động của các đối tượng.
và chúng ta có thể phân thành ba nhóm đối tượng tác chiến như sau. Cái thứ nhất là bất cứ thế lực nào có âm mưu hành động tiến hành chiến tranh trên đường ta dưới bất kỳ hình thức nào, đấy là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai, bất cứ thế lực nào có âm mưu và hành động thực hiện diễn biến hòa bình gây bạo loạn vũ trang của nước ta. Nhóm thứ ba, bất cứ thế lực nào có âm mưu và hành động xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, xâm phạm lợi ích quốc gia và kể cả từ bên trong hoặc bên ngoài. Và từ vấn đề này các ông chí thấy rằng là chúng ta có thể phân ra liên hệ vận dụng thực tiễn đối với chúng ta đúng không? Đối với gia đình chúng ta đúng không? Bất cứ đúng không? Bất cứ đối tượng nào có hành động động chạm ảnh hưởng đến lợi ích quyền lợi của gia đình chúng ta đúng không? Tôi lấy ví dụ đơn cử như vậy thôi. Từ quan điểm của Đảng để chúng ta vận dụng vào chính cái việc là đời sống hàng ngày chúng ta, đối tác, đối tượng, rồi để vận dụng linh hoạt. Chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung 2.3. Một số biện pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ dân quân về đối tác, đối tượng trong tình hình mới. Cái thứ nhất là cần phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Và chính cái việc mà chúng ta tham gia học tập ở đây chính là cái nội dung biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đấy, bố trí chúng ta tham gia buổi học đây là chúng ta đã chấp hành và thực hiện tốt cái tham gia học tập, nâng cao trình độ nhận thức được, đúng không? Cái nội dung biện pháp thứ hai là tiếp tục đổi mới nội dung chương trình hình thức công tác giáo dục chính trị định hướng tư tưởng. Báo cáo ông chí là nội dung giáo dục chính trị định hướng tư tưởng này đấy. Có rất nhiều biện pháp cách thức, nhưng quan trọng nhất là chính bản thân các ông chí tự giác học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng cái nhu cầu đời sống, giải quyết tốt các vấn đề. Nội dung thứ ba là phát huy vai trò của lực lượng phương tiện các kênh thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận để đối tác đối tượng trong tình hình mới, rồi đẩy mạnh đấu tranh phản bác những quan điểm tư tưởng sai trái, chủ động phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, vân vân. Báo chí là vẫn còn các cái nội dung liên quan đến một số biện pháp, thì sau đây thì tôi mời các ông chí chúng ta sẽ theo dõi. Đây là một cái video phóng sự tổng hợp, diễn tập tổng hợp sử dụng các quân binh chủng, các loại vũ khí hiện có của chúng ta để thể hiện cái sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tôi nghĩ rằng là các ông chí theo dõi trên thông tin đại chúng thì cũng nắm được nhiều thông tin, nhưng đề nghị các ông chí là chúng ta cũng quan tâm theo dõi, đặc biệt là cũng phía dưới các đồng chí nào cũng mặc dù chúng ta cũng cố gắng quan tâm theo dõi. Đây là một trong những tài liệu bổ ích góp phần vào để các ông chí học tập các cái nội dung tiếp theo trong thời gian tới. Diễn tập tổng hợp kết hợp của các quân binh chủng sử dụng các cái trang thiết bị hiện đại, tàu chiến, tên lửa, máy bay trực thăng, rồi phối hợp chiến đấu của các lực lượng bộ binh, không quân, hải quân, đặc công, vân vân, thì đề nghị các chị chúng ta cũng theo dõi.
Thank you.
chí vừa rồi tôi bị lỗi các bạn một chút. Sau đây thì mời đồng chí chúng ta theo dõi một video về thể hiện cái sức mạnh tổng hợp diễn tập các quân binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Thank you.
Thank you.
Không biết vậy vì sao đấy, không nghĩ nhìn là đấy.
cả cái hội trường của trung tâm lý tự nguyện nghiêm túc nó đẹp như này, nhìn trên thế rất là chán. Nên là nhắc tất cả đồng chí là ta được ngồi vấn đề là trong này mát mẻ rồi thì nghiêm túc gọi thì không biết nghe gì thêm. Hai là tí nữa cơ động về thì đồng chí phải đảm bảo an toàn về giao thông. Nhiều đồng chí là đi là không cũng biết gì cả, bắt đầu cứ phóng nhanh vượt ẩu làm đấy. Và cái này là không được, đề nghị là đồng chí phải 100% là có bảo hiểm và đội nghiêm túc. Còn kế hoạch ngày mai thì buổi chiều ngày nay chúng ta sẽ tạm thời nghỉ, sẽ tổ chức vào các buổi sáng ngày tiếp theo. Thì sáng ngày mai đối với quân báo trinh sát thì sẽ huấn luyện ở khu nhà thi đấu của trung tâm văn hóa thể thao, tức là trong khu gần sân vận động đấy. Còn lực lượng phòng không 12/7 và 14/5 thì sau buổi trưa nay thì tôi sẽ thông báo với đồng chí một cách sau, vì phải về xin ý kiến của thủ trưởng đã. Nhưng dự kiến thì đối với 12/7 sẽ huấn luyện ở cái trước cái ở chỗ khu vực tứ hiệp trước cái nhà máy Vinacolex, Vinacom ở gần chỗ khu đấu giá tứ hiệp cũ ấy mà mình rất lâu huấn luyện đấy. Còn cụ thể thì trưa ngày hôm nay sẽ liên hệ với công ty phụ trách. Còn đối với 12/14/5 sẽ dự kiến là huấn luyện tại sân ban chỉ huy quân sự huyện. Còn cụ thể thì trưa nay về tôi sẽ thông báo lại. Còn sau đây đến kiểm tra quân số thì chúng ta đây có hai đối tượng phòng không và quân báo trinh sát. Thì tôi nhắc là riêng lực lượng ở con bên phải này, bên này chỉ có là lực lượng thanh niệm tới đây lính quân. Còn những đồng chí nào mà đang ở không phải hai cái xã đấy thì mời đồng chí sang bên này. Đấy, hai hàng bên này là chỉ có thanh niệm ở Vĩnh Quỳnh thì công chí ở lại. Còn những đồng chí nào ở xã khác thì công chí chuyển sang bên này. Khẩn trương. Rồi con báo đánh sát có Vĩnh Quỳnh thanh niệm thì công chí phụ trách, công chí cắt ra mấy người đấy. Bộ biên chế, bộ phân giáo này sang bên này, bộ đánh sát sang bên này, hai xã. Tôi nhắc lại nhá, xã Thanh Liệt này, xã Vĩnh Quỳnh là nằm ở bên này còn lại chứ không phải cơ chế thăng bên này để có con số. Còn ở bên này thì căn cứ vào quân số thì công chí phụ trách của hai xã sẽ cắt ở sang lực lượng quân báo binh sát nữa, chứ không có bên này như Vĩnh Quỳnh là bình thường quân số đấy. Và các đồng chí mang đầy đủ vở và bút đấy. Buổi sớm thì chúng ta sẽ tập võ cây thông và cuối buổi thì chúng tôi sẽ huấn luyện về lý thuyết. Các đồng chí nhớ mang sách vở, các đồng chí mang từ sáng đến mai các đồng chí đem vào cái nhà thi đấu của đội bóng ấy nha, cái trong nhà thi đấu ấy. Các đồng chí thế thì nói qua bảo vệ ở đâu thì đồng chí đi xe máy rồi đấy để gọi là đấy.